Những ngày này, khắp các địa phương trên địa bàn thị xã Đông Triều, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, các công trình trọng điểm được tổ chức gắn biển chào mừng. Tất cả tạo nên không khí rộn ràng náo nức chờ đón ngày lễ trọng đại kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh 30 tháng 10 1963, 30 tháng 10 năm 2023. Trong không khí vui tươi phấn khởi tự hào, ngày 21 tháng 10, thị xã Đông Triều đã long trọng tổ chức lễ gắn biển công trình quảng trường trung tâm Đông Triều và công trình đường thanh niên chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023. Công trình quảng trường trung tâm Đông Triều có tổng diện tích 4,93 ha, tổng mức đầu tư 76,3 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thị xã. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo thêm thiết chế văn hóa không gian công cộng của đô thị, đáp ứng mục tiêu tổ chức các hoạt động văn hóa, chính trị cho thị xã hiện đại và thành phố Đông Triều trong tương lai. Không gian sinh hoạt vui tươi giải trí, phục vụ nhu cầu của nhân dân, du khách thập phương khi đến Đông Triều, góp phần tạo cảnh quan đô thị đồng bộ hiện đại trong quần thể trung tâm hành chính mới của thị xã sẽ được đầu tư xây dựng trong thời gian tới. Công trình đường thanh niên có chiều dài tuyến 2,36 km với tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thị xã. Đây là tuyến đường giao thông trục chính đô thị, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển cho phường Hưng Đạo, phường Hồng Phong và các xã phường lân cận, mở rộng không gian đô thị khu vực phía Nam nội thị Đông Triều, cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu phía Nam Đông Triều. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, xã phường trên địa bàn thị xã cũng đã lựa chọn nội dung phong trào thi đua phù hợp gắn với những công trình phần việc cụ thể thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền trực quan được triển khai rộng khắp trên địa bàn thị xã, trong đó tại các điểm nhấn như ngã tư Đông Triều, quảng trường trung tâm Đông Triều, trung tâm hội nghị, khu Quảng Ninh Gate, cầu Triều, các tuyến đường Trần Thái Tông và đường Thanh Niên, các trục đường chính, tập trung đông người, v.v. Trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhà văn hóa thôn, khu phố, tổ dân cư, dọc các tuyến phố, tổ chức tuyên truyền căng gieo băng rôn, pano, khẩu hiệu, áp phích, cụ biểu tượng, mô hình, cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ trang trí các loại, bảng điện tử LED, hệ thống đèn chiếu sáng, v.v. Đồng thời, tuyên truyền trên nền tảng truyền thông mạng xã hội, cổng thông tin điện tử thành phần, hệ thống truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi trước ngày hội lớn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức từ thị xã đến cơ sở với các hình thức phong phú đa dạng, tổ chức gắn biển các công trình chào mừng của các đoàn thể, hội, hoạt động giao lưu thể thao dân vũ, trò chơi dân gian đều gắn với kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn thị xã Đông Triều tạo được sức lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã. Qua đó tạo được sự đoàn kết đồng lòng, xây dựng Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung ngày càng phát triển.